Nguyên Đán đang đến gần, có lẽ mỗi gia đình đều đang tất bật chuẩn bị những loại bánh mứt cho mâm bánh ngày Tết. Tuy nhiên, Tết đến, đi đến đâu cũng là những loại bánh kẹo ngọt, những thức ăn gây nóng cơ thể. Thì có lẽ đĩa rau câu trái cây là một lựa chọn hợp lý. Bởi hương vị của loại rau câu thanh mát, chóng ngán lại chứa nhiều vitamin từ các loại trái cây. Một đĩa rau câu trái cây nhiều màu sắc cũng làm mâm bánh mứt ngày Tết của bạn thêm rực rỡ và bắt mắt hơn. Những ngày Tết ở miền Nam không se lạnh như miền Bắc, mà thay vào đó là thời tiết hanh khô. Chính vì vậy, thạch rau câu dẻo mang hương vị trái cây ngọt mát sẽ giúp bạn trở nên dễ chịu hơn. Với cách làm rau câu trái cây này cũng khá đơn giản. Với nguyên liệu từ trái cây này, bạn sẽ tìm thấy khắp nơi như siêu thị, chợ. Kết hợp với đôi bàn tay khéo léo của các chị em nội trợ là sẽ có ngay một loại thạch khá hấp dẫn. Đầu tiên, bạn sẽ cho nước dừa vào nồi đun sôi. Có thể dùng hoàn toàn bằng nước dừa để có vị ngọt tự nhiên và thanh mát hơn. Trong thời gian nấu nước rau câu, bạn sẽ chuẩn bị các loại trái cây để làm thạch. Có thể dùng nhiều loại trái cây khác nhau theo sở thích của từng thành viên trong gia đình. Đối với phần nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn này, thì dâu sau khi rửa sạch sẽ được thái hạt lựu, mít cắt sợi mỏng để khi chế nước rau câu vào, tất cả sẽ hòa quyện với nhau. Không chỉ được yêu mến bởi vị ngọt thanh, mùi hương dễ chịu, mà mít còn có nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người. Hàm lượng vitamin A và các loại vitamin khác trong trái mít có tác dụng tăng cường cấu trúc làn da, làm chậm quá trình lão hóa da. Việc sử dụng mít hàng ngày với số lượng hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng làn da bị thâm sạm do các tác nhân môi trường như khói bụi, ô nhiễm, vi khuẩn. Từ đó tăng cường sức đề kháng cho da, hạn chế nguy cơ da mắc các bệnh nhiễm trùng. Mít là loại quả giàu hàm lượng kali, giúp cân bằng và ổn định huyết áp. Đặc biệt là những người mắc chứng huyết áp cao, dễ bị đột quỵ nguy hiểm với tính mạng. Ngoài ra, ăn mít thường xuyên cũng giúp cải thiện cục bộ tuần hoàn máu, rất tốt cho tim mạch, tránh nguy cơ bị đột quỵ bất ngờ. Từ dâu tươi cho đến dâu sấy khô, loại trái cây này cũng mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ vào hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa. Đặc tính chống oxy hóa trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Mắt cần vitamin C để bảo vệ chúng không tiếp xúc với các nguồn gốc tự do,
từ những tia tử ngoại gay gắt của mặt trời, vốn có thể gây tổn hại cho các protein trong thủy tinh thể. Vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự khỏe mạnh cho giác mạc và võng mạc của mắt. Khả năng của vitamin C trong dâu tây còn thể hiện ở vai trò thiết yếu của chúng trong việc sản sinh ra collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và co giãn của da. Lượng collagen sẽ mất dần khi chúng ta có tuổi, do vậy tiêu thụ những thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp làn da khỏe mạnh và tươi trẻ hơn. Sau khi nước dừa sôi, sẽ cho gói bột rau câu dẻo vào hòa tan và tiếp tục đun sôi trong khoảng 8 phút để bột rau câu chín. Lưu ý, bột rau câu phải cho từ từ vào và khuấy đều để tránh bị vón cục, làm mất độ ngon của rau câu. Rau câu trái cây sau khi thành phẩm sẽ có độ trong của rau câu hòa cùng màu sắc của các loại trái cây, có vị ngọt, độ dẻo vừa ăn. Khi ăn cảm nhận được vị mát của rau câu, vị thanh của nước dừa xiêm, hương vị riêng của từng loại trái cây hòa lẫn vào nhau rất hấp dẫn.